Xin chào các em học sinh khối lớp 8. Hôm nay chúng ta cùng học bài tiếng Việt của chương trình học kỳ 2 ngữ văn khối lớp 8 qua bài câu cầu khiến. Các em cùng lật sách giáo khoa trang 30 nhé. Các em thân mến, học hôm nay chúng ta sẽ đi hai phần. Trước tiên sẽ là phần tìm hiểu đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. Sau đó chúng ta sẽ đi phần luyện tập. Để tìm hiểu phần đặc điểm hình thức và chức năng thì chúng ta sẽ đi phần 1, đó chính là tìm hiểu ví dụ sách giáo khoa trang 30. Các em cùng lật sách giáo khoa nhé. Các em tìm hiểu ví dụ 1 qua ví dụ 1A và B. Ở ví dụ 1A và B, chúng ta có các câu và nhiệm vụ của các em là sẽ trả lời trong những câu trên, câu nào là câu cầu khiến, đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cầu khiến. Ở phần ví dụ A chúng ta có 8 câu, ví dụ B chúng ta có 4 câu. Sau khi quan sát và dựa vào những kiến thức ở các lớp trước thì chúng ta xác định được các câu cầu khiến như sau. Ở phần ví dụ A chúng ta có câu cầu khiến là câu số 5, thôi đừng lo lắng, và câu số 6 là cứ đi. Ở phần ví dụ B chúng ta có câu cầu khiến là câu số 4, đi thôi con. Như vậy là chúng ta đã xác định được các Như vậy thì chúng ta đã xác định các câu cầu khiến đó, chúng ta dựa vào những cái đặc điểm hình thức nào để chúng ta nhận biết. Em thấy rằng ở phần ví dụ 1A, câu thôi đừng lo lắng thì chúng ta có từ cầu khiến là từ thôi đừng. Câu cứ về đi thì chúng ta có từ cầu khiến là từ đi. Khi đọc lên câu này, chúng ta thấy chức năng của nó khi nói lên đó là dùng để khuyên bảo. Ở phần ví dụ 1B, chúng ta có câu cầu khiến là đi thôi con và chúng ta xác định được từ cầu khiến ở đây là từ thôi. Như vậy thì đọc lên câu đi thôi con chúng ta cũng thấy nó dùng để yêu cầu. Đó chính là đặc điểm hình thức của câu cầu khiến. Hình thức của câu cầu khiến thường có các từ cầu khiến như là từ hãy, đừng, chớ, đi, thôi nào. Ngoài ra, câu cầu khiến còn có chức năng dùng để yêu cầu, ra lệnh và khuyên bảo. Đó chính là đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến. Bên cạnh đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến như trên, thì câu cầu khiến còn có những lưu ý nào? Chúng ta cùng theo dõi một ví dụ nữa trong sách giáo khoa, đó là ví dụ C, trang 30-31. Các em lật sách giáo khoa và quan sát ví dụ giúp cô. Ví dụ C là: Anh làm gì đấy? Mở cửa, hôm nay trời nóng quá. Ở đây, ta có câu mở cửa. Đây là một câu trần thuật và các em sẽ được học ở những tiết sau. Ở ví dụ C, còn có một câu trong hoàn cảnh tiếp theo. Có cụm từ cũng có câu mở cửa. Chúng ta đọc nguyên văn của tình huống nhé. Đang ngồi viết thư, tôi bỗng nghe tiếng ai đó vọng vào. Mở cửa. Đọc câu mở cửa trong trường hợp này, chúng ta xác định đây là một câu cầu khiến. Vậy thì các em cảm thấy câu mở cửa ở ví dụ C trường hợp 1 và trường hợp 2 khi cô đọc thì có gì khác nhau? Rõ ràng khi các em lắng nghe, các em đã thấy rằng câu mở cửa ở ví dụ C phần 1 đọc rất là nhẹ nhàng. Vì đây là một câu trần thuật trình bày lại sự việc mà người hỏi muốn hỏi ở ý trước. Còn mở cửa ở ví dụ 2 của câu C là một câu cầu khiến cho nên giọng điệu của nó có vẻ nhấn mạnh hơn so với câu thứ nhất. Đồng thời chúng ta cũng thấy kết thúc ở câu trần thuật phía trên là một dấu chấm và câu cầu khiến ở phía dưới là một dấu chấm than. Như vậy mình có một lưu ý đối với câu cầu khiến như sau. Khi viết, câu cầu khiến thường được kết thúc bằng dấu chấm than và khi nói phải lên giọng. Các em thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần lý thuyết của câu cầu khiến. Các em cùng quan sát lại những ý chúng ta cần nhớ sau phần trên. Câu cầu khiến là câu có những từ cầu khiến như hãy, đừng, chớ, đi, thôi, nào, hay ngữ điệu cầu khiến dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo, vân vân. Khi viết, câu cầu khiến thường kết thúc bằng dấu chấm than
nhưng khi ý cầu khiến không được nhấn mạnh thì có thể kết thúc bằng dấu chấm. Các em thân mến, chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai của bài học hôm nay, đó là phần ta sẽ làm một bài tập sách giáo khoa trang 31, bài số 1. Bài tập A của bài số 1. Yêu cầu của bài tập là đặc điểm hình thức nào cho biết những câu trên là câu cầu khiến. Như vậy thì những câu trong bài tập này đã được khẳng định là câu cầu khiến rồi. Chúng ta sẽ chỉ ra ở từng câu từ nào gọi là từ cầu khiến để chúng ta cho nó là câu cầu khiến, hoặc là những cái dấu hiệu nào khác, những lưu ý nào khác để chúng ta nhận định nó là câu cầu khiến. Thì sau khi đọc ba ví dụ, ba bài tập trong sách thì cô sẽ có cái đáp án như trên bảng. Ở câu A, hãy lấy gạo làm bánh mà lễ tiên vương. Mấy em thấy ở đây chúng ta có từ cầu khiến là từ hãy. Trường hợp thứ hai, ông giáo hút trước đi. Chúng ta có từ cầu khiến là từ đi. Trường hợp thứ ba, nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão miệng có sống được không. Chúng ta có từ cầu khiến là từ đừng. Như vậy bài tập A chúng ta đã giải quyết xong. Chúng ta bước sang bài tập B. Ở bài tập B này, yêu cầu của bài tập là nhận xét về chủ ngữ trong những câu trên. Chúng ta có 3 câu. Thì ở câu thứ nhất, chúng ta thấy rằng là nó bắt đầu bằng từ hãy. Đây là phó từ và rõ ràng là nó vắng đi chủ ngữ và chúng ta ngầm hiểu rằng chủ ngữ ở đây chính là lang liêu. Trường hợp thứ hai, ông giáo hút trước đi. Chủ ngữ trong trường hợp này là ông giáo, là ngôi thứ hai số ít. Trường hợp thứ ba, nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão miệng có sống được không. Chủ ngữ chúng ta xác định ở đây là chúng ta, là ngôi thứ nhất số nhiều. Chúng ta qua phần C. Yêu cầu bài tập là nhận xét về ý nghĩa của câu khi thêm bớt hoặc là thay đổi đi chủ ngữ của từng câu. Chúng ta thấy trường hợp thứ nhất, khi chúng ta thêm chủ ngữ. Rõ ràng khi chúng ta thêm chủ ngữ, câu vắng chủ ngữ, khi chúng ta thêm chủ ngữ thì ý nghĩa của câu không thay đổi, nhưng tính chất câu nhẹ nhàng hơn. Cô ví dụ trường hợp bài tập B, ông giáo hút trước đi. Khi cô bỏ đi, ông giáo là chủ ngữ, câu chỉ còn hút trước đi. Thì giọng điệu nó sẽ khác so với khi cô có chủ ngữ là ông giáo hút trước đi, câu nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Và ngược lại khi cô bỏ đi chủ ngữ là ông giáo thì chúng ta sẽ thấy rằng ý nghĩa câu không thay đổi nhưng câu rõ ràng là thái độ nó có sự là ra lệnh hơn so với khi mà không không có chủ ngữ. Tiếp tục, trường hợp tiếp theo là chúng ta thay đổi chủ ngữ. Cô ví dụ như trường hợp bài tập C, chúng ta có chủ ngữ là chúng ta. Bây giờ cô thay đổi chủ ngữ chúng ta bằng chủ ngữ là các anh. Các em thấy rằng chúng ta ở đây là bao gồm người nói và người nghe. Khi cô thay đổi chủ ngữ là các anh, thì ở đây các anh chỉ có người nghe mà thôi. Vậy thì ý nghĩa của câu đã thay đổi một cách rất là rõ. Vậy là chúng ta đã trả lời xong bài tập C, hoàn thành xong bài tập số 1 sách giáo khoa. Các em thân mến, vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài học hôm nay. Phần dặn dò cho các em sẽ là các em hoàn thành cho cô các bài tập còn lại trong sách giáo khoa, bài số 2, 3, 4, 5, trang 32, 33 vào trong tập bài tập. Cô sẽ kiểm tra tập và lấy vào cột điểm miệng cho các em khi các em đi học trở lại. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở các bài sau. Thân ái chào tất cả các em.